Vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất hướng đông có mặt tiền view kênh, nằm trên mặt tiền con đường đá xanh rộng 8m quý anh chị nhé. Và vị trí ngày hôm nay là mặt tiền view kênh, nước chảy quanh năm rất là mát mẻ, có hướng đông nữa, nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều. Và trên con đường này thì có điện 3 pha, có nhiều công ty nhà xưởng đang hoạt động. Vị trí bất động sản ngày hôm nay đã được xây ranh gạch rõ ràng, ngang là 5m và dài xuống dưới là 23, tổng diện tích trên sổ là 110m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn và lô này đã được san lấp cao ráo bằng đường quý anh chị nhé. Anh chị mua lô này để dành hoặc đầu tư cũng như xây nhà thì không phải tốn tiền san lấp nữa, đã được xây ranh và san lấp. Cách mặt tiền đường tỉnh lộ 9 chỉ 300m, nó là một con đường thẳng luôn quý anh chị nhé. Từ tỉnh lộ 9 quý anh chị chạy vào đây là một con đường thẳng, tức là một xẹt tỉnh lộ 9 cách 300m mà thôi. Và giá cực kỳ là rẻ quý anh chị, chỉ có 1 tỷ 330 triệu, nằm trên con đường đá xanh rộng 8m, mặt tiền view kênh. Đường này chạy thông, chạy vào phía bên trong thì thông, đường hơi nhỏ bên trong một chút xíu, nhưng từ đất của chúng ta chạy ra tỉnh lộ 9 thì đường rất là to. Xung quanh dân cư nhà cửa ở đông và nhiều công ty trên con đường này, cho nên quý anh chị ở đây thì có thể là xin việc ở những cái công ty này đi làm cũng rất là gần. Cách mặt tiền tỉnh lộ 9 chỉ 300m. Và bây giờ một xẹt tỉnh lộ 9 quý anh chị đi tìm với cái giá dưới 1 tỷ tư nó rất là hiếm quý anh chị, rất là hiếm luôn. Lô này do chủ đất cần tiền bán với giá 1 tỷ 330 triệu mà thôi, bao thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào. Tọa lạc tại ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vị trí này thì nó là một xẹt con đường tỉnh lộ 9. Quý anh chị đi từ hướng cầu lớn đi lên, mình tới qua khu đô thị du lịch Cát Tường Phú Sinh một chút xíu thôi quý anh chị là sẽ rẽ tay phải đi vào lô đất này luôn. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến lô đất mặt tiền hôm nay thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình nhé. Công ty này cũng đang tuyển lao động phổ thông đúng quý anh chị. Và đường này là đường xe hơi, xe tải, thậm chí là xe công có thể vào được quý anh chị nhé. Trên đường này có điện 3 pha. Vị trí ngày hôm nay chỉ cách mặt tiền tỉnh lộ 9 300m mà thôi, sổ hồng riêng, đất sạch sẽ, không quy hoạch, không mồ mả. Và Biển Xanh cũng đã check đây là sổ mới, số tờ bản đồ mới và số thửa mới, cho nên là quý anh chị mua bán hoàn toàn an tâm, giao dịch bình thường quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Giá là 1 tỷ 330 triệu bao thuế phí công chứng sang tên. Đường xe hơi, xe tải ra vào thoải mái, bởi vì trên con đường này có công ty nhà xưởng đang hoạt động. Ngang 5 dài 23, quý anh chị có thể là mua để dành cũng như xây nhà để ở, an cư lập nghiệp. Thì khu vực này cũng rất là đáng quan tâm và ở đây thì khá là hiếm sản phẩm. Những cái vị trí một xẹt tỉnh lộ 9 giá dưới 1 tỷ tư bây giờ rất là hiếm quý anh chị. Mình phải chạy đi xa xa nữa mà cũng 1 tỷ tư, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ sáu hết rồi. Cho nên là cái lô ngày hôm nay xuất hiện giá khá là rẻ, quý anh chị quan tâm thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh để sở hữu nhé. Và trước mặt chúng ta đây chính là con đường tỉnh lộ 9. Mình rẽ tay trái là hướng đi về cầu lớn, rẽ tay phải là hướng đi lên trung tâm thị trấn Đức Hòa, trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.